Xin chào tất cả bà con đang theo dõi trên kênh Máy Nông nghiệp Bình Quân. Và ngày hôm nay thì Bình Quân Group chúng tôi sẽ báo giá tất cả các dòng máy ép cảm viên dành cho hộ chăn nuôi gia đình, bao gồm có máy ép cảm viên S150, máy ép cảm viên S160, máy ép cảm viên S180. Với những dòng máy ép cảm viên này sẽ giúp bà con tiết kiệm chi phí thức ăn chăn nuôi đến 40%. Chăn nuôi gia súc, gia cầm bằng cám công nghiệp với chi phí cao mà giá cám lại không bình ổn. Mà muốn tự sản xuất cám viên từ những nguyên liệu giá rẻ sẵn có tại địa phương, chủ động phối trộn hàm lượng trong cám chăn nuôi của gia đình nhà mình thì không thể bỏ lỡ video này ạ. Đầu tiên xin giới thiệu với bà con về dòng sản phẩm máy ép cám viên quốc dân F150 trục đứng một pha. Máy ép cảm viên giá rẻ nhất thị trường nhưng năng suất lại đáng kinh ngạc, ép từ 80 đến 150kg cảm viên các loại dành cho vật nuôi. Với thiết kế nhỏ gọn, giá thành thì lại vô cùng hợp lý, thì đây là một chiếc máy hữu ích với hệ thống 2 quả lô kết hợp với một mặt sàng chuyển động với động cơ kéo tải 3,5kW. Với dây Cura kết nối buli chuyển lực trực tiếp tới buồng làm việc, giúp bà con có thể nghiền ép được đa dạng nguyên liệu bột cám, cua, cá ốc nhỏ, rau xanh thành dạng viên nén. Bà con thấy không, chỉ sau vài phút đồng hồ ngắn ngủi thì Minh Thu đã có ngay thành phẩm cám viên thơm ngon, chắc nịch, dinh dưỡng và có thể tận dụng được tất cả các nguyên liệu sẵn có tại gia đình, giúp cả đảm bảo sức khỏe và tăng năng suất, gia tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. Quý vị thân mến, vừa rồi thì Minh Thu đã giới thiệu chi tiết về dòng sản phẩm máy ép cám viên F150 dành cho các hộ chăn nuôi gia đình. Bà con thấy sao về chiếc máy này ạ? Rất tiện ích, rất là nhỏ gọn và đặc biệt năng suất lại cao, rất là hữu ích cho hộ chăn nuôi. Hiện tại thì với dòng máy này sẽ có mức giá ưu đãi từ 6.600.000 đồng. Bà con có thể sở hữu ngay một chiếc máy ép cảm viên F150 này rồi ạ. Tiếp theo là dòng sản phẩm máy ép cảm viên F160, một pha trục đứng 3 quả lô với năng suất là từ 150 đến 180kg trên giờ, được phục vụ cho trang trại khoảng 800 con. Với hệ thống 3 quả lô và một mặt sàng được đúc bằng thép và được tôi bằng công nghệ cao tần hiện đại, đảm bảo là dày dặn, chắc chắn và cứng hơn thép thông thường, hạn chế sự bào mòn và sử dụng được lâu dài. Trên mặt quả lô thì có các rãnh tạo độ ma sát giúp nghiền ép được tất cả các nguyên liệu thô to và tươi như là cua, cá, ốc một cách dễ dàng. Khi máy hoạt động thì quả lô sẽ quay tròn và tạo độ ma sát với mặt sàng, nghiền nhỏ và ép chặt nguyên liệu chui qua các lỗ mặt sàng, tạo ra thành phẩm viên cám. Những viên cám thơm ngon, chắc nịch và đầy dinh dưỡng dành cho những chú gà. Với mức chi phí đầu tư cho chiếc máy ép cảm viên F160 3 quả lô này thì sẽ từ 7.600.000 đồng. Và cuối cùng đó là dòng sản phẩm máy ép cảm viên F180 4 quả lô. Máy sử dụng động cơ 3,5kW, chạy điện dân dụng 220V, cho năng suất vượt trội, có thể ép đến 200kg mỗi giờ làm việc. Toa nạp dạng phễu thẳng đứng, giúp bà con có thể dễ dàng nạp liệu cũng như là nạp nhiều nguyên liệu mỗi mẻ. Cải tiến với buồng làm việc có hệ thống 4 quả lô cũng được tôi bằng công nghệ cao tần và được đúc bằng thép vô cùng dày dặn, chống bào mòn cực kỳ tốt, sử dụng thì lâu dài, giúp cho chất lượng của máy được tăng cao. Quá trình hoạt động được diễn ra rất là trơn tru và mượt bởi hệ thống chuyển động từ động cơ đến bu li máy, kết nối trực tiếp tới buồng làm việc. Tốc độ vòng quay của motor lên đến 1.450 vòng trên 1 phút cho khả năng nghiền ép khỏe khoắn và đa dạng nguyên liệu. Bà con có thể tận dụng được những nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Wow, bà con thấy không? Chỉ sau vài phút đồng hồ thôi là Minh Thu đã có ngay thành phẩm cám viên dinh dưỡng, thơm ngon, chắc nịch và sạch sẽ, đảm bảo sức khỏe cho vật nuôi cũng như là gia tăng năng suất, hiệu quả và kinh tế cho các hộ nông dân nữa ạ. Và mức chi phí đầu tư cho chiếc máy ép cảm viên F180 4 quả lô này thì sẽ chỉ từ 9.900.000 đồng. Nếu như bà con quan tâm đến các dòng sản phẩm máy ép cảm viên dành cho hộ chăn nuôi gia đình và sử dụng điện một pha của Bình Quân Group chúng tôi thì hãy liên hệ ngay từ số hotline đang được hiển thị trên màn hình. Cảm ơn quý vị bà con đã dành thời gian để theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.